Chào mừng quý vị đang đến với tạp chí đầu tư giáo dục trên kênh truyền hình FBNC. Trong tạp chí kỳ này, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Vấn đề trong tuần: đổi mới sách giáo khoa cần làm gì để bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện? Mỗi tuần một địa chỉ cùng ghé thăm trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chuyên mục học cái gì và học ở đâu, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành điện tử viễn thông. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua, buổi lễ bế mạc vòng chung kết trại hè IT Bootcamp 2015 do Trường Cao đẳng Nghề Sài Gòn Tech tổ chức đã diễn ra tại Công viên Phần mềm Quang Trung. Đây là sự kiện trại hè thường niên của nhà trường với mục đích mang đến trải nghiệm mới, đồng thời cổ vũ niềm đam mê khoa học công nghệ cho các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Sau vòng sơ loại cuộc thi online giữa 2.400 thí sinh, ban tổ chức đã lựa chọn được 75 bạn học sinh tham dự trại hè IT Bootcamp 2015. Trong suốt tuần lễ của trại hè, các bạn trẻ sinh có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động sôi nổi, tham dự một trong bốn khóa học tự chọn về công nghệ thông tin đang được quan tâm nhất hiện nay như lập trình Android, lập trình robot, lập trình Arduino và dựng clip chuyên nghiệp. Đây đều là các ngành nghề khác nhân lực tại Việt Nam từ đây cho đến năm 2020 và trong tương lai xa hơn. Bên cạnh đó, các trại sinh còn được phát triển khả năng giao tiếp ngoại ngữ với các tình nguyện viên quốc tế, tham dự các lớp kịch nghệ, những chương trình bên lề như IT Bootcamp Got Talent. Nhiều em rất là sáng tạo và các em cực kỳ thông minh. Đến đây để tham dự thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như những em sinh viên, những em học sinh thông minh và sáng tạo như thế này lại có niềm đam mê công nghệ thông tin, phải khẳng định là các em có đam mê công nghệ thông tin, mà sau này chúng ta vẫn hướng các em học vào ngành công nghệ thông tin, thì tôi rất hy vọng vào một cái trong vòng 4-5 năm tới nữa chúng ta sẽ có một cái lớp một kỹ sư công nghệ thông tin với mặt bằng chắc chắn là tốt hơn nhiều so với lại hiện bây giờ mà chúng ta đang có. Mình tham gia vào sản phẩm là lập trình Arduino. Đó là một cái sản phẩm mới của trại hè năm nay. Nó có thể làm nhiều thứ, không chỉ là lắp ráp xe mà còn có thể cảm biến nhiệt, độ ẩm và rất nhiều thứ khác. Nó có thể ứng dụng vào nhiều thứ để có thể mai sau này có thể phát triển công nghệ tương lai. Tại buổi báo cáo tổng kết, các trại sinh đã trình bày những sản phẩm của mình sau hơn một tuần làm việc cùng nhau dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Mặc dù vẫn còn có những bỡ ngỡ và sự cố nhỏ trong vài phần thể hiện, nhưng trên hết các bạn đã phát huy được sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của mình. Chung cuộc, hai giải nhất đã được trao cho bạn Huỳnh Thanh Đức Anh đến từ mảng lập trình và bạn Nguyễn Anh Kiệt đến từ mảng ứng dụng. Các bạn sẽ nhận được học bổng ngành công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật điện tử của trường. Đây là lần thứ tư Trường Cao đẳng Nghề Sài Gòn tổ chức trại hè IT Bootcamp với mục đích đem lại sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh đam mê công nghệ thông tin. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong việc đi lại, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có thông báo sẽ giảm 15% giá vé tàu cho các thí sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng như nhập học vào các trường đại học cao đẳng trong năm nay. Cụ thể, mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi, học sinh được mua một vé giảm giá và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về. Khi mua vé giảm giá, học sinh phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi, thẻ dự thi đối với học sinh đi thi hoặc giấy báo nhập học đối với học sinh nhập học. Thời gian áp dụng giá vé bắt đầu từ nay đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2015. Cụ bà người Đức 102 tuổi vừa trở thành người lớn tuổi nhất thế giới nhận bằng tiến sĩ sau 77 năm bị gián đoạn. Vào năm 1938, bà Ingeborg Sillem Rabobot, lúc đó mới 25 tuổi, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về bệnh bạch hầu tại một trường đại học ở Berlin. Tuy nhiên, lúc đó bà không thể tham gia kỳ thi vấn đáp để nhận bằng vì mẹ bà là người Do Thái. Vào năm ngoái, con trai của bà đã liên lạc với Đại học Hamburg để hỏi xem liệu họ có thể trao bằng cho bà được hay không. Và sau kỳ thi vấn đáp, bà Sillem Rabobot đã trở thành người lớn tuổi nhất thế giới nhận bằng tiến sĩ. Thành thật mà nói, tôi thực sự rất hạnh phúc vì tôi đã hoàn thành được con đường mà tôi đã bỏ dở mấy mươi năm nay. Trưởng khoa dược Đại học Hamburg rất ấn tượng trước nỗ lực của bà. Bà ấy là một người đầy tham vọng, rất có kỷ luật nhưng cũng rất khiêm tốn và cởi mở. Bà ấy không để cho số phận đè bẹp mình, mà bà đã vượt qua và truyền năng lượng, ý chí, sự ấm áp của mình cho nhiều người khác. Chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây sẽ là chuyên mục vấn đề trong tuần. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề. Đổi mới sách giáo khoa cần làm gì để bảo đảm mục tiêu giáo dục toàn diện?
Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Vấn đề trong tuần. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo hiện đang tổ chức soạn thảo sách giáo khoa mới sắp được đưa vào áp dụng từ năm học 2018 và 2019 tới đây. Cứ đến mỗi đợt cải cách sách giáo khoa thì câu chuyện nội dung và dung lượng kiến thức trong chương trình dạy lại được đưa ra bàn thảo. Có ý kiến cho rằng giáo dục Việt Nam đang làm rất tốt khâu truyền dạy kiến thức nền tảng ở các cấp học phổ thông. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng giáo dục phổ thông hiện thiên lệch về lý thuyết mà thiếu trau dồi những kỹ năng phát triển tư duy con người. Làm thế nào để bảo đảm được mục tiêu giáo dục toàn diện? Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia giáo dục. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra một loạt các tiêu chí đánh giá bộ sách giáo khoa mới sắp sửa được áp dụng từ năm 2018. Trong đó có tiêu chí sách giáo khoa phải phục vụ phương pháp giảng dạy của giáo viên. Trên thực tế, chúng ta lại thấy đa phần thầy trò là chỉ dạy và học đuổi theo sách giáo khoa nhằm cố gắng nạp cho các em một lượng kiến thức lớn. Đồng tình với tiêu chí đánh giá sách giáo khoa mới, các chuyên gia giáo dục cho rằng quan trọng nhất ở sách giáo khoa vẫn là yếu tố mở. Sách giáo khoa nó là sách để cung cấp những kiến thức cơ bản và những kỹ năng cơ bản cho người học để trở thành một con người phát triển bình thường. Chỉ có điều là khi người ta xây dựng sách khoa, người ta không ép buộc ông thầy phải dạy như thế. Sách giáo khoa phải hết sức mở để những người thầy người ta đầu tư vào cái kiến thức và kinh nghiệm của người ta về mặt phương pháp để người ta giúp cho học sinh phát triển được cái trí tuệ cũng như phát triển được cái hệ thống kiến thức logic của mình là cần thiết. Tiêu chí trong cái phần biên soạn sách giáo khoa mới là hợp lý. Theo cái giáo dục mới để phát triển năng lực. Còn hiện tại thì đương nhiên là bởi vì sách giáo khoa đang là sách giáo khoa cũ, cho nên là nó chưa đáp ứng được cái tiêu chí của cái sách giáo khoa mới. Trong cái tiêu chí của sách giáo khoa mới á, thì là phục vụ cho cái phương pháp, chứ cũng không phải là hoàn toàn là quy định phương pháp, hai cái đó khác nhau. Tức là những cái tiêu chí đó, theo tiêu chí đó thì theo mình, sách giáo khoa mới sẽ phải thiết kế để có một cái thiết kế mở tối đa cho những cái phương pháp giảng dạy hiện đại theo cái định hướng chung là phát triển năng lực của học sinh. Mà khác, nói đến sách giáo khoa, cứ mỗi độ đổi sách là dư luận lại rộ lên câu chuyện giảm tải kiến thức trong sách. Sách giáo khoa từ trước đến nay vẫn đang được thiết kế theo mục tiêu phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Tuy nhiên ở đây có hai luồng ý kiến. Một là cho rằng sách giáo khoa đang tải một lượng kiến thức quá nặng. Mà khác là cho rằng kiến thức giáo dục phổ cập mà bộ sách đang theo đuổi là hợp lý. Bằng chứng là chúng ta đã đạt được thứ hạng rất cao khi đi thi kiến thức trên thế giới. Ở tiểu học, mục tiêu giáo dục là gì? Học xong tiểu học, biết đọc, biết viết và biết làm bốn phép tính. Nếu chúng ta hiểu như vậy, cái sách giáo khoa được soạn thảo rất đơn giản, thế giới người ta cũng như thế. Chứ không cần phải giải những bài toán khó 3 sao, 4 sao, 2 sao, bởi vì nó hơi quá cái mục đích giáo dục, vì mục đích giáo dục không nhằm cái đó. Cái đó nó nhằm cho những cái mục đích giáo dục khác. Cần phải nói là nặng hay là nhẹ, có cái phán xét ngay như thế cũng chưa chính xác lắm. Là phải đi lại từ cái mục tiêu giáo dục và nếu theo như cái đề án đổi mới giáo dục thì cái mục tiêu là để phát triển năng lực học sinh, bởi vì kiến thức là một cái rất là mênh mông và thay đổi. Nhìn vào sách giáo khoa hiện nay có thể thầy dễ thấy là nếu như dạy cho học sinh học văn á, thì rất muốn con học sinh trở thành nhà văn sau này. Nếu như dạy cho học sinh học toán thì rất dễ muốn con giống như muốn biến những đứa trẻ sau này trở thành nhà toán học. Rõ ràng là nó quá là đi vào kỹ thuật đi. Tức là rõ ràng là do vì sao vậy? Bởi vì sách học toán thì thường do các nhà toán học soạn, sách học văn thì do các nhà văn soạn. Cho nên là chứ lẽ ra là trước khi có bàn tay của nhà toán học hay nhà văn để soạn ra sách văn hay sách toán thì phải có bàn tay của nhà giáo dục trước. Cái sách giáo khoa phải được soạn thảo bởi những ai? Và tôi mong rằng là những nhà soạn thảo sách giáo khoa hãy căn cứ trên mục tiêu giáo dục của cái cấp học đó, của cái lớp học đó. Đừng, tôi thấy có nhiều người soạn sách giáo khoa theo khuynh hướng thể hiện kiến thức của mình nhiều quá. Sách giáo khoa không phải để là cái nơi chứng minh người ta là người có nhiều kiến thức hay không nhiều kiến thức, mà sách giáo khoa là phải phục vụ cho giáo dục. Nói đến sách giáo khoa là nói đến kiến thức trung tâm của giáo dục phổ thông. Các chuyên gia cho rằng nếu tranh luận về sách giáo khoa thì chỉ như tranh luận về ngọn. Cái mà chúng ta cần phải làm là làm rõ được cái gốc của vấn đề, đó là mục tiêu của giáo dục. Cái gốc ở chỗ nào?
cái gốc cái chỗ, ví dụ như ở một cái nền giáo dục tiên tiến thì cái sách giáo khoa thì không phải nhà nước ban hành mà chỉ là do các cái nhà giáo dục người ta viết ra, và sau đó mà được viết ra dựa trên đương nhiên những cái tiêu chí và do và những tiêu chuẩn và do Bộ Giáo dục ban hành, và sau đó thì được Bộ Giáo dục phê duyệt là nên chọn bộ sách nào, và còn các thầy cô thì tự do được lựa chọn cái sách giáo khoa mà mình muốn để mà dạy cho các em, tức là cái bộ sách giáo khoa tốt nhất và theo góc nhìn của họ. Còn ở đây chúng ta rõ ràng là chúng ta cũng làm như thế, nhưng mà rõ ràng là tại sao nó vẫn ra cái vết gốc để chúng ta nằm ở chỗ nào, vẫn là mục tiêu của giáo dục thôi. Mục tiêu của giáo dục phải là con người, phải đặt cái con người làm cái nền tảng để mình xem coi mình muốn phát triển một con người như thế nào. Thì hiện tại vẫn nói là phát triển theo hướng năng lực. Năng lực thì năng lực của mỗi người là khác nhau. Hiện tại bây giờ không chỉ có một cái thông minh như hồi xưa người ta nói là thông minh, có nghĩa là giỏi toán hay là giỏi thế là thông minh, nhưng mà còn có nhiều thông minh trên nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Về vận động, về thể thao cũng là một loại thông minh. Có một bạn giao tiếp rất tốt cũng là một loại thông minh. Và như vậy thì làm sao để cho những cái bạn đó có thể không giỏi toán nhưng mà bạn phát triển được đúng cái đến mức tối đa cái năng lực mà bạn có, và bạn có thể đóng góp được cái năng lực đó một cách có trách nhiệm cho xã hội. Mục tiêu của giáo dục sẽ định hướng cho kiến thức của giáo dục phổ thông. Suy cho cùng, khi một người học trò hoàn tất 12 năm học, tức là đã 18 tuổi, người ấy hoàn toàn có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Vậy vấn đề là phải giáo dục làm sao để người học khi ra khỏi bậc học phổ thông có đủ năng lực để bước vào đời, chứ không phải khi ra trường chỉ ôm theo mình một mớ kiến thức lý thuyết nặng nề nhưng không thể ứng dụng. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chuyên mục vấn đề trong tuần, và ngay sau đây xin mời quý vị cùng ghé thăm trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục mỗi tuần một địa chỉ.